Bây giờ là mình ăn món gì bố ơi? À. Ăn gì à? Ăn gì nè? Phở hay Ở đây là có bán bò gì? hầm? Ở đây có nhiều món lắm. Làm gì có biết. À, Ăn gì cũng được mà, các ăn gì con được à? ăn cái gì Ăn cho món được gì ăn ngon gì đẹp? được. À, trứng bò hầm đi cũng được. Ừ. Cái gì đặc sản á? Đặc sản đó, Đầu xe ô tô ở đấy, nhà nào cũng lọt thỏm giữa rừng cây, cũng giống bên đúng chú rồi ở bên à. bên đó bên đó bên bên Mỹ cũng nhà cũng lọt thỏm giữa rừng cây đấy. Không, cũng có nhiều khu vực là nó không có cây luôn, À nó hả? không có cây luôn. À. Cái nhà này hoặc là cái nhà đậu một cái máy cắt cỏ nữa vuông vén là nó đẹp liền Dạ ha. họ cắt cho ấy đó, họ cắt cho bò ăn đó, cứ vài hôm là họ cắt cắt cái cỏ này này cắt cho bò để dành cho bò ăn đấy, anh nuôi bò. Ừ, cắt một cái băng nó đẹp lắm. Đúng rồi, Ừ. rõ ràng là cái này là coi như là không bỏ sót cái gì cả, cỏ là phải cắt ra cho bò ăn, Dạ nói chung là không có thứ gì mà gọi là để vứt đi cả, rồi, chắc chắn rồi, tận dụng hết mọi thứ. tận dụng hết mọi thứ. Đất đai bây giờ lòi ra miếng nào là trồng cây hết à, trồng sạch Đúng rồi, trồng cây thu hoạch. mà người ta để rừng vàng biển bạc, đúng thật đây là miền rừng đó, nhưng mà đất đai nhiều họ Đúng trồng rồi. cây để thu hoạch, về rừng thì trồng keo trồng tràm để làm giấy, Đúng cái rồi. đó thu nhiều nguồn lợi nhuận lắm, không có kiếm được nhiều tiền. Còn vừa rồi thì đến hết mùa bưởi Phúc Trạch rồi, người ta thu hoạch người ta bán hết rồi, bây giờ còn ít ít trái lèo tèo thôi à. Ừ. Lấy tiền là lùng rồi, lùng lúa rồi. Nói chung đây đây là họ tận dụng tất cả mọi thứ xung quanh. Người nhá, vậy là bây giờ thức ăn là có rồi, mọi người mỗi tô bún đây. Đây ra ngoài vườn này, rồi măng tre này, còn nước bò hục này phải mua thôi, nhập thôi. Đấy, đến đôi đũa này cũng đũa đũa câu nữa, làm bằng cây câu nữa. Không, rất là hùng vĩ ha. Yeah. Ở đây có mấy cái dãy núi nè. Đây trồng cây trồng trồng rừng nhiều lắm. Ở đây ta, đây là trồng rừng của Của dân đó. dân trồng rừng đây hả? Dạ, dân nhà nước khoán đất cho người dân, họ tự trồng họ tự thu hoạch. À, đây đa số là bạch đàn với lại mấy cái cây keo vậy đó phải Dạ. không? Yeah. Còn đây là cái tràn nước đập, nước mà nhiều quá, nước Cái chỗ này nước đó, chỗ này là giống kiểu như là đập tràn. cái đập tràn, có nghĩa là khi đi cái lưu lượng nước mà nó đầy ra thì nó dư thì nó tràn ra chỗ này, nó có chỗ thoát để khỏi làm bờ vỡ đê, thẳng là vậy. Anh chàng kia là người địa phương hả? Địa phương nó đi kêu coi cá, có cá mà phát ra không đấy, À, có coi cá hầu anh, giờ anh giăng lưới anh xuống như kia anh chộp rồi mới dân cái này đã hả? cá nó đợt này nó tan đợt thứ hai rồi, đợt Ừ. đầu là cá nó ở đến đây nhiều lắm, nó À, ra người nhiều dân lắm. địa phương ở đây nó buồn cười ở chỗ là khi mà nước mà nó tràn ra chỗ này thì người ta ngồi dưới cái nguồn ở kia, ta đi bắt cá, Đó ở ta dưới chỉ giăng lưới là xong thôi, là tóm gọn thôi. À. hứng cá ở dưới đó. Ừ. Ừ. Ở Đó. đây không gian chỗ này rất hay, bữa nay là trời Đấy. mưa, đang Ừ. mưa. Trời mưa mà đi quay Trời mưa mà clip. đi quay bởi tôi nó khổ đi kỳ này sao nó xui quá. Đáng lẽ nhiều cái dự án là có nhiều cái chuyện mà mình muốn tính đi đi thăm làng ở chỗ Quê bác. chỗ Bác Hồ mà cũng không đi được tại trời mưa quá, rồi xuống tới ngã ba Đồng Lộc thì nó cũng đóng cửa, trời mưa te tua vậy đâu có ai đi đâu, thì nó cũng không đi được. Tức ơi là tức mà tiếc ơi là tiếc, không biết sao. Đúng ra là coi dự báo thời tiết là những ngày này là không phải là ngày mưa, nhưng mà tại vì cái này là kiểu áp thấp nhiệt đới, bị ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. À. Mình đứng đây mình xem á, mình thấy được là khung cảnh này toàn là núi rừng không à, Đúng rồi, ở đây là miền rừng mà, đó thấy núi đồi thấy dữ dằn ở đây hoàn không, toàn núi là non một trùng màu điệp xanh luôn. ngắt, Ừ. không có phá rừng phá núi gì cả nha mọi người. Ở đây đừng Đây như một một tấc đất cũng tấc vàng, chứ trồng rừng lấy kiếm tiền đây ở đây là ta trồng rừng hết trơn á nha, chứ. đây trồng rừng bằng màu xanh ngắt Ừ. Đấy rừng già không. để tụi nó hay đổ thừa đó, đó tại Việt Nam phá rừng đủ thứ chuyện trên đời để mà hiện giờ mới là bảo lục, nhưng thực chất không phải, ở đây toàn là màu xanh rì.
Con cây là có tiền đó, con rừng là có tiền đó. Bây giờ người dân ở đây họ lại khai thác rừng, có nghĩa là họ trồng rừng trong đó. Họ trồng những cái cây lâu năm, ví dụ như là bạch đàn rồi gì đó mấy nữa. Rồi họ thu hoạch rất là dữ dội. Họ sống bằng cây mà. Sống bằng rừng, sống bằng vườn tược. Đúng rồi. Còn làm nông nghiệp thì có đập này để dẫn nước, nhà nước xây cái đập này hàng nghìn tỷ á. Ờ. Để dân người dân có nước tưới tiêu. Ừ. Làm nông nghiệp. Cái đầu này là cái đầu xã, còn cái đầu mà cái đầu kia là cái đầu để cái mà tưới tiêu kìa. Ở tuốt kia kìa. Như cái gọi cống dẫn nước. Ở đây đi xe Mitsu của Nhật đây nó bền lắm nha mọi người. Nó leo núi, nó leo sinh lầy tốt lắm. Đấy. Biển số 38 Hà Tĩnh. Quay cho mọi người thấy cảnh núi rừng ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Đẹp chú ha? Đẹp. Nhìn đã ha? Nếu mà không mưa là đây ta sẽ quay nhiều cái đẹp lắm. Mình này có mình này. Hả? Mình. Ờ, mình. Mình. Ở đây bò nó lên mà. Ừ. Bò để thả tự do, trâu bò thả để ăn cỏ. Tự do. Ừ. Ở dưới thấy có mấy con trâu kìa. Có cá không anh? Không. Ok, thôi quay chút xíu cho mọi người biết vậy thôi ha. Giống cái thác nước chú hả? Hả? Để thác Bản Dốc hả? Giống thác Bản Dốc. Thác Bản Dốc thì nó lại đẹp hơn. Tổng giờ nó mỗi cái, nó mỗi cái, mà cái nào nó cũng có cái sự hùng vĩ của nó riêng thôi. Ừ. Ở đây gọi là thác đi, thác Hương Giang. Thác đâu phải thác đâu. Đây đập gọi là đập Hò Võ. Ừ. Ông Tổ Hò Võ là ông đập con đập này. Rồi. Ngày xưa thì nhỏ thôi, nhưng bây giờ thì nhà nước làm nó to rồi. Rồi, quay cho mọi người thấy chút núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp nha. Rồi, quay cho mọi người thấy khung cảnh đường làng. Đường làng cũng đẹp ha. Trời mưa hết đẹp. Trời mưa nó bị. Quay cho mọi người thấy xung quanh làng mạc, cây cối tùm luôn. Buổi sáng kéo co chắc có bê hả? Đâu rồi? Kéo đâu? Anh sao tế? Hả? Sao tế? Ừ, thôi. Ồ, đây cái trường mầm non này, chú ơi. Trường bự quá vậy. Trường mầm non đang xây. Mầm non dạ. Mà xây kiểu này cái ngàn đứa quá. Đứa. Hai lớp cái đó. Ờ, mấy trường mầm non chỗ mình trên sân gỗ có đồ cái nhà của tư, cái nhà tư nhà của người ta, ta làm trường mầm non nhỏ nhỏ vậy đó, để giữ trẻ. Đây là trường mầm non bự bự không á? Ừ, trường bự bự luôn. Khu vui chơi nó, khu ảnh nó. Nhà văn hóa. Ừ, đây tiêu chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia luôn. Nhà văn hóa của xóm. Của một thôn đấy đó. Đây là cái công trình thủy lợi chỗ này với đường bê tông này. Đúng rồi. Nhà nước làm đường bê tông kiên cố vậy đó. Đó. Tức là người dân nhà nước xây dựng công trình là tính hàng ngàn năm. Đấy, người dân là có thể tự túc tất cả mọi thứ. Kế về nhà tôi. Về thăm cầu cho chú biết nhà cầu đấy. Mùa này thu hoạch bây giờ mà anh mà đi về với nhà có lưới ở đây đi bắt cá. Giờ về ta bắt đi bắt mớ cá coi. Anh đi thả bắt cá rô. Mấy cái rạch, mấy cái đường dẫn nước là tôi thấy tụi nó lấy đồ nó chặn lại cái đó bắt ra. Tép xong á. Yeah. Tép cá cho cái rổ có trong veo á. Ờ nó vậy đó ăn với lại qua xe bị đó ăn cái đồ ăn sống á bà ơi. Đẹp ngon chứ tép ngon. Tép nổi nổi nhỏ mà tép cái rổ có trong veo à. Thanh Bình ha, đồng ruộng bao la bát ngát luôn, thu hoạch rồi trời được cánh đồng trông trơ. Mùa này cho bò trâu bò chim ăn thôi, thả vịt lấy trứng, cò nhiều quá đây. Đúng, cò quá trời. Cò nhiều bắt được không? Bắt cò đâu có không phải bắt được, với lại cò nó không có thịt. Ừ. Mà tao cò teo vậy mà hả? Một con dưới 7 riêu. Không phải hả? Mà tiếp luôn bắt được. Ở Việt Nam bây giờ vẫn cũng như là coi như sắp bắt chim cò là bị phạt luôn rồi. Bắt chim cò là
một nặng đấy. Một con 7 điều á. Con 7 điều á, bắt được là 7 điều chứ biết mày không? Dữ. Tâm Nguyễn đi thăm nhà ông cậu. Mưa to quá cầm cái dù. Cậu đi kéo con hả? Dạ. Con muốn con chào cậu mời con về với quê ngoại. À, mai con đi rồi. Ông chú ở trong Sài Gòn ra. Dạ. Đây là nhà bà ngoại. Bố cầu ở đây là nhà bà ngoại, ông bà ngoại ở đây đẻ mẹ, đẻ mẹ con á. Đây ông bà ngoại đây. Bàn thờ đây. Cái đèn đâu mà. Cầu hình như đi kéo co vậy. Lắm chuyện lắm. Cầu đi kéo co vậy. Cái đèn bắt đâu mưa à? Mưa ơi. Đây cho chú thấy nhà cầu hôm qua nhà cầu ra đó à. Nhà của chú đó. Đấy, ông hai ông ba ở này thôi, con đi ở Sài Gòn hết rồi à. Đây bàn thờ ông bà ngoại. Đây ông bà ngoại đây. Chú thấy con giống ông ngoại không? Cái mặt này cái mặt bư mà. Cái mặt bư giống ổng gì vậy? Ông sống được 100 tuổi. Wow. Con bà thì 90. Ông ngoài 100, bà 90. Thắp cho ông ngoài cây nhang đi. Dạ. Mưa thắp con cây nhang. Đây là mở cầu lấy cầu út á. Dạ. Con thứ 6 của ông bà đó. Bà nghe nói rồi. Dạ. Đấy, mọi người thấy là nhà nào cũng xài đồ gỗ không? Hai ông bà ở một cái khuôn viên rộng mấy ngàn mét, 3-4 ngàn mét vuông như đấy. Cây cối bao la, xanh mướt, hoa trái đầy rẫy luôn. Ở bên này có cái chuồng trâu, nuôi trâu. Đấy, mọi thứ đây trồng rau trong vườn, ăn đủ luôn. Rau hẹ, lá tía tô, mít, bưởi, lúa, tùm lum, có hết luôn. Ở ngoài kia có cái ao cá. Đó. Cuộc sống nông thôn Việt Nam. Ở đây có cái kho lúa, cho mọi người xem cái kho lúa coi. Đây lúa đây. Ủa, có máy sát luôn. Nhà cầu mua cái máy sát lúa luôn. À, đây là cái kho đựng lúa. Rồi lúa bao la. Dạ. Rồi con đây. Có liền. Rồi. Hôm nay chú Cầm ở Sài Gòn ra chơi, về với con chơi, thăm quê. Chú kính mến, chú thắp cho ông bà ngoại một cây nhang. Ông bà phù hộ độ trì cho đại gia đình cũng như chú luôn luôn mạnh khỏe. Để đi thăm thú khắp mọi miền quê tổ quốc để quảng cáo quê hương đất nước nông thôn Việt Nam. Quá đẹp. Quá đẹp đẽ. Thanh bình. Rồi. Đây thì... nhà này của ông cậu nhưng mà thực tế là nhà của ông bà ngoại của Hải. Dạ. Lại nhưng mà rõ ràng là ở đây rõ ràng tất cả những cái vật liệu xây dựng nhà này cũng là loại gỗ nữa. Dạ. Ở đó có cái điều đặc biệt là ở cái xứ Nghệ này hầu như người ta vẫn thích cái gỗ. Dạ. Và cái gỗ này không hề rẻ. Dạ. Nó thẳng như vậy, không hề rẻ. Nếu gỗ vũ quý thì không hề rẻ. Vào nhà mùa đông nó ấm. Nó ấm đúng rồi. Ấm. Ừ. Ok. Rồi. Ở cậu đâu? Cậu đi kéo co. Ờ. Đi lễ hôm nay có lễ hội kéo co mưa quá. À, hồi nãy mình coi trên này đó hả? Dạ, đáng lẽ sáng nay. Hôm nay bữa nay là đáng lẽ là không có mưa thì mình đã đi dự cái lễ hội kéo co. Mình cũng kéo đi kéo co luôn. Kéo co vậy nè. Ờ. Không có lễ hội được mùa. Nói chung là mùa mà khi giặt xong rồi ta tổ chức cái điều đó. Ừ. Nhưng mà nó mưa quá người ta vẫn tổ chức, vẫn kéo co nhưng mà nó xình lùng bùng tùm lum ra mình thấy rồi. Trên nãy mình tính đó nhưng mà có điều mình không đi tới được. Okay. Tính là hôm nay cho chú kéo một giây luôn. Thôi, tao kéo gì tao nằm bệt xuống luôn. Tính cho kéo luôn. Bên này công trình phụ nhà bếp chú này. Nhà nào cũng giống xây giống nhau à. Giống nhau, cũng nhà bếp. Cũng nhà bếp, công trình phụ tùm lum. Đây, lá cờ đỏ thao vàng luôn này. Đây.
các con đi làm rồi, mỗi đứa mỗi nghề. Ở đây gì với lại cái cậu là ở một mình thôi, ở hai người thôi. Ở đây có bếp củi, ở bên này thì bếp ga, mọi người thấy không, vừa củi vừa ga. Sau này công trình phụ tùm lum đấy, rửa ráy đây kiểu nào cũng có, nói chung là rất là thuận tiện. Bưởi trái cây hái ngoài vườn về dục tùm lum đây, ăn không hết đấy. Có bếp ga cái gì cũng có, tủ lạnh có, thật thật luôn, cái gì cũng có hết à, đầy đủ. Ô, cái bàn này, cái bàn chữ U này là con nghĩ cái thời ông bà ngoại con sống á, cái bàn này phải 50 năm có rồi đó. Cái thời con nhỏ chút xíu là con đã thấy rồi này. Bây giờ nó lâu năm quá rồi, cho mọi người thấy cái bàn chữ U ngày xưa. Nó lâu lắm, nó cổ điển lắm rồi này. Nhưng mà nó cái gỗ nghe gỗ cốc. Dạ, lâu năm rồi, cái bàn này lâu năm lắm á. Ừ, hay à. Cái bộ ghế, bộ bàn, bộ ghế này lâu đời lắm rồi đó. Mình dùng cái tiểu tiết này, mình dùng cái này là mình biết là đồ cổ. Đồ cổ, làm ngày xưa làm bằng thủ công đó. Đồ thủ công. Ừ. Đấy, bàn trà, mấy ông ở quê đến uống nước chè xanh, uống trà xanh nữa đó. Ngoài này có cái ao ở chỗ này. Nhà nào có cái ao, ao cá Bác Hồ. Đây. Ở ngoài này có cái ao cá Bác Hồ đây. Ao cá cũng là kiên cố quá. Dạ, xây luôn ao cá, không xây bê tông đâu. Rồi mấy con vịt. Xa xa là cả cánh đồng lúa mà mùa này gặt rồi, không còn nữa. Ở đây là cây củ riêng, mướp, bưởi, rau, cỏ, khoai lang. À, có cái bắp chuối đó to đây mờ kìa, cái đó bắp chuối đó ăn được rồi đó. Ừ, bắp chuối bên Lâm Nộm. Trời, quê hương Thanh Bình quá. Bố Cầm thấy quê hương Thanh Bình quá, vui quá. Phải rồi. Phát biểu cảm nghĩ. Phát biểu cảm nghĩ. Tôi định cư ra, tôi định cư luôn. Tôi kiếm cái nhà nào ở Nghệ An, tôi ở luôn. Bây giờ về đây mà kiếm một cái bà nhỏ cũng khó lắm nha. Ai có cặp hết rồi. Bây giờ sao, ở mình hay là sao? Ở mình buồn chết mày. Thôi dù khó buồn đi đúng không? Thì kiếm từ từ. Thôi, trời vậy thôi, cái cuộc sống là trời kêu ai nấy dạ. Họ đã đặt mình có số phận rồi. Tất cả mọi người đều có cái số phận hết rồi. Như anh Duy Chú bây giờ đây cũng là viên mãn rồi. Viên mãn mà. Cũng hiếm người được như chú, có nghĩa là cũng có nhà, có cửa ở Việt Nam, rồi cũng có đi tới, đi lui, đi về, có chỗ nương thân, rồi cuộc sống kinh tế thì không lấy nổi nào. Yeah. Vậy đó. Thì quốc tịch thì hai cái, muốn ở nước nào ở. Đúng rồi, vậy thì cũng quá đủ rồi, chứ không cần gì phải đòi hỏi thêm cả. Đúng rồi, muốn đi nước nào đi. Còn cái chuyện mình thấy ở những cái nơi mình ao ước, nhưng mà tại vì số phận mình cũng không được như vậy, chứ thực chất là ta mê lên cái khu chỗ mày, khu khu Hà Tĩnh này, Hà Tĩnh này là mê lắm. Bởi vì ở đây mình thấy rõ ràng nó toát ra một cái cách gì đó, nó rất là thanh bình. Dạ. Mình thấy không? Yeah. Không bon chen nhà ai đấy, ở nhà cao cửa rộng, nhà nào giống như to thoáng mát, không bao giờ biết cái thứ gì đó. Thấy rất là thanh bình. Ở đây là được xếp là cái tỉnh nghèo nhất của Việt Nam á. Đây, bây giờ thôi, giờ cái tỉnh này đang xếp vào tỉnh nghèo nhất đấy. Mà thực sự là bây giờ thấy rõ ra đường là toàn là xe hơi, ai nói ở tỉnh nghèo không có xe hơi. Bây giờ cái xe hơi ở đây, đây gần như là cái xe hai bánh rồi. Và sắp sửa tới đây tôi nghi chắc cái xe hai bánh chắc là tuyệt chủng quá. Thế là cái đó nè. Cũng có cũng có cái đi chợ, đi múa những cái chỗ lặt vặt, ví dụ như là lanh quanh trong làng. Quanh trong làng. Xe hơi thì để đi xa. Còn xe máy là đây nè, xe đây là khi ta làm cái này là ta biết là cái chỗ này có đủ đỡ xe hơi rồi. Dạ. Đó nè, cái nhà này. Mà con đi thích đi xe máy à? Thì ta cũng vậy, ta không đi xe máy, nó len lỏi được. Con khoái xe máy à? Ta cũng vậy, ta đi ở Sài Gòn, ta không khoái đi xe hơi. Ta chạy cái xe mô tô, ta chạy vòng lò lộn, là lách rồi xong rồi chạy vô hẻm cái đồ, thấy không? Dễ đầu, đi đầu đâu cũng được, chơi cũng được. Rồi, từng bước một ta quay clip cho mọi người xem. Rồi. Cảnh làng quê. Mở
Mọi người thấy đường làng đẹp không? Giờ ta đi chơi mà ta đang ở Nghệ An. Không, ta đang đi chơi Nghệ An, không có rảnh. Đường mà xá mà tuốt Nghệ An sao mua giùm được, để về thành phố đi, đang mưa lũ mà, mưa lũ qua này nữa. Tao về đây tao được chủ yếu đi chơi mà, đang ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Tao sung sướng thì tao không sung sướng thì ai sung sướng? Hùng sung sướng hả? Sẽ mệt thì rượu bên đó mẹ không nhắc thì người ta nhắc thôi, có gì đâu rồi đó. Ok thôi được rồi, có gì tao gọi lại sao nghe. Ok ta đi chơi. À, đường làng ngồi xóm đẹp chứ, giống Đà Lạt ha. Giống Đà Lạt rồi. Ừ. Cái không khí đây nó cũng tựa tựa, nó cũng gây gây. Ừ. Giống như mùa thu vậy. Mà rượu mà ra đây nó mưa thì Đà Lạt nó cũng te tua. Mưa. À. Mưa mình cũng đi, mình liều đúng không? Khoái mưa mình cũng đi. Trước mặt là ngôi trường á, ngôi trường khổng lồ luôn. Đây đây trường đồ xây dữ dằn lắm, to to không à. Ừ, trường đây bự quá. Ngôi trường á. Đường cũng lớn, ngôi trường cũng lớn. Rồi đi vòng là mình về tới nhà đó. Đi kéo co về kìa. Đây là ngôi trường này. Hồi nhỏ tôi còn đi học gần lắm. Mấy bước nước bước à. À, quay về nhà này đó, mọi người lại thấy về quê cũ. Đi hình vòng này về tới nhà luôn, lần vào rừng này về tới nhà luôn. Trời, sân rồng vậy, đậu xe sướng quá. Rồi, sắp trận đồ lên là ta đi hành quân. Rồi, quay cho mọi người xem tiếp. Bây giờ sắp đồ đi xuống một miền quê khác, về nhà quê vợ. Rồi, mọi người xem cái nhà bên cạnh. Rất là to. Cho mọi người quay lại khung cảnh nông thôn một lần nữa. Cho mọi người xem những con đường làng ngõ xóm, những ngôi nhà, bên kia là ngôi trường, những mảnh vườn xanh mướt đấy, mọi người trồng rau nuôi gà đấy, trồng ngô trồng bắp, quá xanh mướt luôn. Rồi kết thúc clip ở đây nha. Chúc mọi người ăn lành mạnh khỏe. Rồi hôm nay bây giờ thì mình sẽ đi về quê vợ. Goodbye, see you again.